Chiếc Canon M2 này có mức giá là xấp xỉ 4 triệu đồng. Với một cái mức giá này thì các bạn đã có một cái chiếc máy ảnh có thể thay đổi được ống kính này, một cái cảm biến là 18 megapixel này, chiếc máy này có cả wifi, nó có một cái cổng mic 3.5 ở đây sẽ giúp cho bạn quay phim với chất lượng âm thanh khá là tốt. Và chiếc máy ảnh này sẽ được bảo hành 3 tháng ở bên mình, và bên mình sẽ tặng cho bạn thêm một quả pin nữa. Tổng các bạn sẽ có là 2 quả pin để chúng ta sử dụng cái chiếc máy này cả một ngày trời mà không lo lắng là hết pin các bạn nhé. Hello, xin chào anh em. Hiện tại trên bàn của mình đang là một cái chiếc máy ảnh Canon M2 cùng với ống kính là 1855 STM. Đây là một cái chiếc máy ảnh đã qua sử dụng, nhưng mà ngoại hình của nó thì mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng 98-99% như các bạn đang xem video ở đây. Thì cái chiếc máy ảnh Canon M2 này nó có một cái màu đỏ mận và cái ống kính của nó thì là màu đen. Nữa ở trên thị trường thì có một số những bài so sánh cái chiếc máy ảnh Canon M2 này cùng với cái chiếc máy ảnh Canon M10, thì một số những cái reviewer thì họ nói rằng là cái chiếc máy ảnh Canon M10 sẽ là một cái bản nâng cấp của Canon M2. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình không nghĩ là như vậy. Thì khi mà cái Canon M2 này nó vẫn có một cái bộ vi xử lý là 18 megapixel cũng như là cái chất lượng băng nét của nó cũng tương tự như Canon M10. Có chăng thì cái Canon M10 nó có một cái màn hình cảm ứng lật xoay, thì cái chiếc máy ảnh này thì nó chỉ có màn hình cảm ứng mà nó không có màn hình lật xoay. Tuy nhiên có một cái điểm cộng khá là lớn đối với chiếc máy ảnh Canon M2, đó chính là cái chiếc máy ảnh này thì nó có một cái cổng mic 3.5 ở đây. Thì ví dụ như bạn nào mà đang quyết định mua một chiếc máy ảnh tầm khoảng độ 4 triệu để quay phim ấy, thì cái chiếc máy ảnh Canon M2 này sẽ là một sự lựa chọn khá là đáng giá cho các bạn khi mà nó có một cái cổng mic 3.5. Với một cổng mic 3.5 như thế này ấy, sẽ giúp cho các bạn có thể là quay phim thu âm với điều kiện tốt nếu mà các bạn có một cái mic rời. Điều này khá là hữu dụng nếu mà các bạn nào mà kiểu thu âm kiểu như là các bạn hát hoặc là các bạn thu âm những cái âm thanh của nhạc cụ, thì với một cái mic rời thì rõ ràng là cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái mic sẵn ở trên máy các bạn nhé. Có một cái nữa mà các bạn cũng cần lưu ý, đó chính là cái ống kít đi theo máy. Ống kít đi theo máy của cái chiếc Canon M2 nó là cái ống kính 1855. Cái ống kính này thì mình đánh giá nó lại cao hơn so với cái ống kính 1545 mở trên những cái chiếc máy như M10 hoặc M50. Cái ống kính 1855 này nó được làm bằng full kim loại các bạn nhé, và cái ngàm của nó cũng được làm bằng kim loại này. Vì vậy mà cái độ bền về lâu về dài thì rõ ràng nó sẽ bền hơn so với cái ống kính 1545. Và cái ống kính này nó có cái khẩu độ chạy từ 3.5 đến 5.6, trong khi đấy cái ống kít 1545 hình như nó chạy từ 4 đến 6.4 thì phải. Mình không nhớ không nhầm 4 đến 6.3 hay 6.4 gì đấy. Cái ống kính này các bạn cũng có thể nhìn thấy thì nó không có bụi mốc dễ che gì cả. Các bạn có thể nhìn thông qua video này, mặt trước mặt sau không có mốc và dễ che. Ống kính này thì được sản xuất tại Đài Loan các bạn nhé. Trong khi đấy thì cái body này thì mình kiểm tra sơ qua thì nó lại được sản xuất tại Nhật Bản. Body này thì không hề có vết chấm móc này, chủ cũ họ dùng khá là giữ gìn. Đối với cá nhân mình thì đây là một chiếc máy khá là đẹp, và với một cái mức giá là xấp xỉ 4 triệu đồng, các bạn đã có một cái chiếc máy ảnh có thể thay đổi được ống kính và có thể quay chụp và có một cái cổng mic 3.5. Về thông số kỹ thuật của cái chiếc máy ảnh Canon M2 thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn một chút như sau. Thì cái chiếc máy ảnh này nó sử dụng một cái cảm biến là APS-C, số crop là 18 megapixel. Và cái chiếc máy này có thể quay phim Full HD ở tốc độ là 30:1 một giây. Kết hợp với cái cổng mic 3.5 như mình đã nói ở trước ấy, thì rõ ràng là sẽ giúp cho bạn quay phim với chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Chiếc máy này cũng có cả wifi nữa. Nếu trong trường hợp các bạn đi du lịch thì rõ ràng với cái wifi sẽ giúp cho các bạn có thể là chụp xong chúng ta có thể share ảnh lên trên điện thoại rồi post lên trên YouTube hoặc là post lên trên Facebook, khá là tiện lợi để khoe với bạn bè. Canon M2 thì như các bạn có thể nhìn thấy ở trong video ấy, nó khá là thỏm trong lòng bàn tay. Chúng ta có thể cầm hoàn toàn một tay như này, và chiếc máy này có thể thay đổi được ống kính như các bạn có thể xem ở đây. Thì rõ ràng là ví dụ sau này các bạn muốn những cái ống kính chụp chân dung như 50 STM hoặc là một số những cái ống kính chụp chim cò ví dụ như là 55-200, thì chúng ta hoàn toàn có thể là gắn những cái ống kính đấy thông qua một cái ngàm chuyển. Các bạn có thể mua ở trên thị trường nó rơi tầm khoảng độ 500-600 nghìn, ví dụ như là Mickey hoặc là ngàm vi chốc ở bên mình đang bán. Nếu trong trường hợp mà các bạn mà mua cái máy ảnh này của bên mình và mua thêm những cái ngàm chuyển mà mình đã nói, thì bên mình sẽ giảm giá cho các bạn một chút cái ngàm chuyển các bạn nhé. Và tốc độ bắt nét của nó thì mình đánh giá nó xem với Canon M10 cũng như là Canon M3 không hề có một cái chút khác biệt nào. Nó cũng không chậm hơn mà nó cũng không nhanh hơn. Phụ kiện của cái chiếc máy ảnh Canon M2 này ấy, nó sẽ bao gồm là hai pin này, sạc này, ống kính này và máy này. Thẻ nhớ bên mình sẽ tặng cho các bạn là thẻ nhớ 8GB. Như vậy là các bạn khi mua máy ảnh này chúng ta sẽ có hai cái quả pin để sử dụng cả một ngày trời mà chúng ta không lo lắng là sợ hết pin các bạn nhé. Và chiếc máy ảnh này thì bên mình vẫn bảo hành cho các bạn là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu một sản phẩm có lỗi gì về phần cứng thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% cho các bạn.
Có chi tiết về cái sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video, hoặc chúng ta có thể truy cập vào cái trang web là dmac98.com để xem một số những mẻ khác, trong cái trường hợp là cái chiếc mẻ cũ này đã bán rồi các bạn nhé. Hãy đăng ký kênh của mình để thường xuyên xem những video mới nhất khi mình trên tay những chiếc mẻ cũ khác. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.